Thưa quý vị, vào ngày hôm qua 12 tháng 9, bão bắt đầu đổ bộ vào khu vực thủ đô Manila của Philippines, gây ngập lụt tại nhiều nơi. Chính phủ Philippines đã yêu cầu các trường học và chợ phải đóng cửa khẩn cấp. Những trận mưa lớn đã gây ngập nhiều nơi tại thủ đô Philippines và các tỉnh lân cận, khiến cho giao thông bị mắc kẹt, buộc nhiều khu chợ và trường học phải đóng cửa ngay lập tức. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn của Philippines dự báo thủ đô Manila và 19 tỉnh khác tại Luzon sẽ đều chịu ảnh hưởng của lốc xoáy và trận bão này, với tốc độ gió đạt 60 km/h, dẫn tới sạt lở đất tại nhiều vùng phía đông thuộc tỉnh Quezon. Chính quyền địa phương đã khẩn trương yêu cầu sơ tán dân cư tại một số thị trấn bị ngập ở Quezon và Laguma. Hiện đã có thông báo 13 trường hợp bị mất tích tại khu vực này. Cơn bão này có tên gọi là Talim và đang tiến gần về khu vực miền bắc Philippines. Cơ quan khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi những diễn biến và đường đi của trận bão này.